Cay cú vì thất bại nhiều lần khi làm thử kẹo hạt rẻ Pháp Magon Glacé của vua Louis thứ 14. Lần này mình quyết định bay thẳng sang Paris, bỏ bạc triệu ra mua đủ 7 loại Magon Glacé từ bình dân đến thượng hạng về ăn thử cho khỏi phải tiết kiệm. Tiện thể review mời các bạn ăn ké. Xem hết tới cuối video để đập hộp loại kẹo của tiệm trà bánh mà bà Coco Chanel yêu thích nhé. Đầu tiên là loại rẻ nhất có giá chỉ hơn 11 euro cho 250g Magon Glacé của Pháp mà lại do nhà máy sô cô la của Ý sản xuất thì chắc chắn có điểm rồi. Và đúng thế, nó ngọt khé cổ, chỗ sượm, chỗ bết đường, còn màu thì không khác gì mình làm phê tại nhà. Được cái rõ vị hạt rẻ, 2 điểm về chỗ. Tiếp theo là kẹo của gia tộc Corsiglia đã 6 đời làm Magon Glacé, chuyên bán ở các tiệm ngon nhất Paris. Loại này có chút tiết tiền nên chọn hộp 20 euro, thấy cũng khá đắt rồi mà ai ngờ chỉ là loại vụn hạt rẻ, chứ không phải loại hảo hạng. Tuy hơi đắng lòng nhưng vẫn phải chấm nhà sản xuất 10 điểm, rất xanh chín ghi rõ luôn trên bao bì là dòng hạ phẩm. Hạt vỡ nên để nhà ăn chứ đừng đem biếu.